Đức Phật Thích Ca Từ trời đau suất hạ sinh Lâm tỳ ni bụi bình minh khác thường Phô u nở rộ tỏa hương Ma gia thánh mẫu trên đường nghỉ ngơi Nơi đây Bồ Tát ra đời Hoa sen bảy bước mở lời ban ra Nhân gian thiên giới kính ta Đây là kiếp cuối sinh ra sau cùng. Ba hai tướng hảo oai hùng, điềm lành của đấng, tột cùng tối cao. Ở đời thống lãnh bốn châu, xuất xa thành Phật, đạo màu truyền ban. Hai chín năm ở thế gian, ba tòa cung điện, muôn ngàn thú vui. Nghiệp xưa đến lúc chín mùi, dạo xem trần thế ngậm ngùi thiết tha khi trong thấy một người già sao rồi người bệnh rồi là chết đi làm sao không khỏi u bi thế gian xả tạm có gì thật đau sa môn thiền định thâm sâu con đường giải thoát đạo màu là đây vợ con là cái sợi dây buộc ràng khó thoát khỏi bày tự sinh vượt dòng tục lụy do mình quyết đi tìm đạo vô minh đoạn trừ sáu năm khổ hạnh chẳng từ pháp môn khổ hạnh thấu nhừ thịt da con đường trung đạo ngộ ra không nên khổ hạnh quá mà làm chi cũng không hưởng thụ ly bì vừa tầm tu tập sẽ đi đúng đường sau khi thọ nhận cúng dường, bát cơm sữa ấy lên đường tịnh tu, có Bồ đề hạ công phu, nếu không đắc đạo, cho dù thịt da nát tan cả tâm thân ta cũng không đứng dậy rời xa chỗ này. Ác ma tiến đến bao vây, dùng thần thông lực nhằm gây khó ngài mười ba la mật sâu dày là nơi che chở lúc này không sai trú trong hơi thở lâu dài định tâm trí sáng đạo khai ngộ dần hướng về quá khứ lần lần túc mạng minh thấy bao lần tự sinh thiên nhãn minh thấy hữu tình tùy theo nghiệp tạo tái sinh muôn loài lậu tận minh đã vượt ngoài tử sinh giải thoát ra ngoài thế gian vô minh phiền não tiêu tan lục thông đại sát phật đà toàn tri bảy ngày liên tục thọ trì trú trong đạo quả vô vi an lành bảy ngày nhìn cội cây xanh bảy ngày đi dạo thiền hành bên cây bảy ngày an định gần đây bảy ngày quán sát nhân duyên đạo màu. Phạm Thiên đã xuống thỉnh cầu, vì nhân gian nói pháp màu độ sinh. Như hoa sen nở bùng sình, có người xác ngộ tự sinh kiếp này. Hoa sen ngập nước sâu dày, có người ngộ đạo, đời này đời sau. Hoa sen vùi dưới bùng sâu, chúng sinh nhiều kẻ cứng đầu không theo vì người cao thấp khác nhau tùy duyên xáo hóa trước sau cũng lành hướng về lộc uyển đi nhanh kiều trần như nhóm bạn lành cùng tu pháp luân vận chuyển công phu khổ là sự thật cho dù ở đâu tập là ái dục thâm sâu diệt là phiền não khổ sầu tiêu tan Đạo là từng bước thực hành, tu theo chánh đạo, tự sanh đoạn trừ. Ngộ ngay chánh pháp trần như, những người bạn khác từ từ ngộ ra. Từ đây đạo pháp lan xa, bốn năm năm ấy nổi ra pháp lành. Tùy duyên hóa độ chúng sanh, Như Lai thuyết giảng thiền lành trước sau. Có người giác ngộ thật mau, có người tu đến, kiếp sau mới thành. Có người ngộ chậm, ngộ nhanh. Có người tạo được phước lành tùy duyên. Mấy ngàn năm đã lưu truyền. Đạo màu lan tỏa khắp miền gần xa. Đời này may mắn sinh ra. Vẫn còn sáu pháp cho ta thực hành. Cuộc đời ngắn ngủi phải nhanh. Thọ trì sáu pháp thực hành tu tâm, diệt trừ phiền não ngủ ngầm, ngộ ra sự thật, tu tâm an lành. Thập lực Phật đà mười lực tối cao là nguồn tuệ sát dồi dào vô biên, tuệ tri chân lý hiện tiền, liễu tri các pháp, vô biên Phật đà. Một là hiểu rõ chánh tà đúng sai, tốt xấu, Phật đà, tuệ tri. Hai là nhân quả trường kỳ, nghiệp nhân quả báo, tuệ tri, rõ ràng. Ba là sinh thú, các hàng, thấp cao, tốt xấu, theo đàn nhân duyên. Bốn là thế giới đại thiên, vô biên các cõi, diệu huyền thấp cao. Năm là tâm trí ra sao, Phật Đà tường tận, thế nào là tâm? Sáu là căn tính dư âm. Pháp nào tu tập, điều tâm dễ hành. Bảy là thiền định tịnh thanh, pháp môn thiền định thực hành thấp cao. Tám là quá khứ ra sao, túc mạng trí thấy, biết bao nhiêu đời. Chính là thiên nhãn cao vời, chúng sinh sống chết nhiều nơi tỏ tường mười là lậu tận cũ trường sạch băng phiền não thoát đường tự sinh phật đà thập lực cao minh đại nhân chánh trí độ sinh tận tình tùy duyên tới độ chúng sinh từ nguồn tuệ xác tâm linh phật đà